sản phẩm giá cao quá, để tôi suy nghĩ thêm, tôi không có đủ tiền, tôi với gia đình, và còn hàng ngàn những lời từ chối khác nữa mà chúng ta sẽ gặp hàng ngày. Vâng, xin chào, chào tất cả các anh chị, tôi tên là Trần Tấn Tài, là chuyên gia huấn luyện và đào tạo kinh doanh. Thì trong video ngày hôm nay, Tài sẽ chia sẻ với các anh chị cái công thức đơn giản và thực chiến nhất để có thể xử lý được những cái từ chối của người khác trong cái quá trình bán hàng. Thì các anh chị biết là cái sự từ chối á, nó diễn ra trong ba cái giai đoạn ha, nó diễn ra qua ba cái giai đoạn, diễn ra trong khi mà mình bán hàng đâu. Rồi, cái giai đoạn đầu tiên đó là trước khi mà chúng ta bán hàng đối với khách hàng của mình. Và đây là một khái niệm rất là lạ đó các anh chị. Đó là nó sẽ là chỗ trước nè, trong và sau khi mà chúng ta bán hàng. Đó, nó diễn ra ba cái giai đoạn như thế. Và đối với cái giai đoạn mà trước khi chúng ta bán hàng thì các anh chị sẽ thấy là nó có một cái hiện tượng như sau, là cái giai đoạn mà khi mà chúng ta chưa gặp khách hàng á, được gọi là giai đoạn trước bán hàng, thì là cái sự từ chối đó là nó xuất phát từ gì? Từ bên trong cái tư duy, cái suy nghĩ của chúng ta các anh chị. Thường thì mọi người bắt đầu chuẩn bị một công việc bán hàng thì họ suy nghĩ, khách hàng sao bây giờ khó tính quá, hay là khách đó họ không có tiền để mua hàng đâu, hoặc là khách bây giờ họ hay chơi đắt, họ toàn là nói đắt, so sánh giá trên này kia. Đó là những cái suy nghĩ, những cái tư duy của mình khi mà mình chưa có khách hàng, là mình đã có những suy nghĩ như vậy. Đối với những người bán hàng không có chuyên nghiệp và chưa có nhiều kinh nghiệm thì mình gặp khó khăn, luôn có những cái tư duy tiêu cực trong cái quá trình mà mình bán hàng, cũng như là mình gặp những sự từ chối từ khách hàng. Thế nên là bạn cần phải có một cái tư duy đúng về những cái lời từ chối của khách hàng. Bởi vì từ chối là một cái điều hiển nhiên, là một cái điều bình thường trong cuộc sống. Nó không chỉ xảy ra trong bán hàng mà nó còn xảy ra ở trong gì? Ở trong tất cả, hầu hết tất cả những cái mối quan hệ của chúng ta. Ví dụ như với con cái, với vợ chồng, với đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè hay gia đình, thì đều có những cái lời từ chối thế, nó luôn xảy ra xung quanh chúng ta hàng giờ và hàng ngày đó các anh chị. Ta lấy ví dụ là các anh chị sẽ nhờ con của mình lấy giùm mình một cái ly nước, nhờ con mình lấy một ly nước để mình uống, nhưng mà bé sẽ bảo rằng con bận lắm, thì đó có phải là lời từ chối đúng không các anh chị? Bé từ chối cái lời nhờ của mình, đúng không ạ? Vậy tất cả những cái lời từ chối này có thể là gì? Có thể nó không đúng sự thật các anh chị. Anh chị hãy để ý ha, gần như là tất cả những cái lời từ chối của khách hàng gần như là nó không đúng với sự thật. Ví dụ khi người ta nói là cái sản phẩm của mình là đắt lắm, họ không có thời gian để họ hỏi về, họ hỏi vợ, họ hỏi gia đình, thì đó có phải là cái sự thật sâu xa bên trong để họ không mua cái sản phẩm dịch vụ của mình hay không chị? Gần như là không phải, đúng không? Mà đó có thể là một cái lời từ chối giả, một cái lời từ chối khéo léo để họ có thêm những cái thông tin khác, bởi vì họ còn thiếu những cái điều gì đó mà họ chưa có ra cái quyết định được. Cho nên là đó là những cái lời từ chối khéo để họ chưa ra quyết định ngay lúc đó, đúng không ạ? Vậy nên là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải có một cái tâm thế sẵn sàng để đón nhận những cái lời từ chối từ khách hàng, và bạn phải có sự chuẩn bị trước khi là mình đi gặp gỡ khách hàng, đúng không các chị? Đó, trước khi là mình đi gặp khách hàng thì mình cần phải có những cái chuẩn bị trước đó, đúng không? Mình cần phải liệt kê ra những cái từ chối mà mình có thể gặp được khi mà mình bán hàng. Bạn có thể đã gặp qua cái những cái lời từ chối rồi, hoặc là mình chưa gặp, thì mình có thể tìm những cái người đồng nghiệp của mình, những cái người trưởng phòng của mình, hay là những cái người có huấn luyện viên của mình hỏi coi trong quá trình bán hàng thì thường sẽ có những cái lời từ chối như thế nào. Thì đa phần những lời từ chối nó sẽ hay lặp đi lặp lại rất là nhiều lần các chị. Ví dụ như người ta chê mình sản phẩm giá đắt nè, hoặc là họ nói là để tôi về tôi hỏi xin ý kiến thêm của sếp tôi, hay để tôi về tôi bàn, hay là để tôi cần thêm thời gian, hay là để tôi cần sao tôi gom thêm tiền, vân vân đó. Ví dụ như thế, thì đó là một số những cái lời từ chối rất là phổ thông. Vậy thì mình cần phải chuẩn bị khi mà mình gặp những lời từ chối như thế thì mình cần phải trả lời như thế nào, đúng không ạ? Đó là cái bước đầu tiên khi mà mình chuẩn bị mình gặp khách hàng để bán hàng. Và một cái phần tiếp theo nữa các chị, là chúng ta cần phải có một cái quy trình bán hàng được gọi là quy trình 8+2 bước, đúng không ạ? Một cái quy trình được gọi là 8+2 bước. Thì các chị hãy để ý quy trình này. Tại sao?
Tại vì thường á, mọi người bán hàng họ sẽ không có một cái quy trình họ đi theo từng những thứ tự như thế, cho nên khi gặp khách hàng á, thì cái tỷ lệ xảy ra cái sự từ chối rất là cao. Tại là ví dụ, có phải là các anh chị sẽ thường xuyên gặp những cái cuộc điện thoại lạ, người ta gọi đến, người ta chào bán các anh chị một cái sản phẩm nào đó, thì ngay lập tức là gì ạ? Mình nghe cái đầu dây bên kia là xin chào anh, em ở công ty SIZ và xin giới thiệu với anh cái sản phẩm ABC. Lập tức là mình đã cúp máy rồi đúng không các anh chị? Hoặc là khi mình ở cái trạng thái mà rất là bực tức thì có thể là mình sẽ chửi luôn cả cái người mà đang gọi đến như thế, đúng không? Vậy thì rõ ràng là các chị không có đi theo cái quy trình 8 cùng 2 bước này, là gì ạ? Là mình là sao ạ? Mình chưa có xây dựng cái mối quan hệ với khách hàng, rồi mình cũng chưa tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, và mình cũng chưa trình bày được những cái lợi ích mà khi mà khách hàng sử dụng cái sản phẩm dịch vụ mà là gì. Ngay lập tức mình đã gì ạ? Mình đã chốt đơn, mình mời người ta mua cái sản phẩm của mình, thì như là cái tỷ lệ từ chối nó sẽ gần như là cao, đúng không? Một cái người lạ gọi đến mình thì mình chưa có quen biết, và thậm chí là mình đâu có nhu cầu đầu tư về bất động sản, mình đâu có nhu cầu đầu tư chứng khoán, hay là mình đâu có đầu nhu cầu về mua một cái sản phẩm về tài chính nào đó đâu, bảo hiểm gì đó đâu, nhưng người ta lại chào mình mua cái sản phẩm đó, thì đương nhiên là mình từ chối rồi, đúng không các anh chị? Quay lại câu chuyện đó thì giống như cái việc ta đi quen một người bạn gái vậy, chúng ta vừa gặp một cô gái rất là xinh ở ngoài đường và ngay lập tức là chúng ta đến, chúng ta chốt sale, chúng ta nói là em ơi hãy làm bạn gái anh nhé, thì có phải là cái tỷ lệ là chúng ta ăn tác rất là cao, đúng không các chị? Hoặc là thậm chí là gì, đương nhiên là họ sẽ từ chối, là không nhận lời là làm bạn gái hay là làm vợ chúng ta rồi, đó là một điều hiển nhiên, đúng không ạ? Vậy nên chúng ta muốn bán hàng hay là chúng ta muốn làm một cái việc gì đó mà để người ta đồng thuận, thì mình cần phải có một cái quy trình đi từng bước như thế này. Và đây là một cái quy trình mà ta được gọi là 8 cộng 2 bước. Thì trong một cái khuôn khổ, một cái video khác thì ta sẽ kỹ hơn về cái quy trình bán hàng này, đúng không ạ? Đấy, thì đầu tiên là gì ạ? Chúng ta cần phải biết cái khách hàng của chúng ta, rồi chúng ta cần phải hẹn gặp họ, rồi chúng ta phải xây dựng được cái mối quan hệ với khách hàng của mình, rồi chúng ta phải hiểu được cái nhu cầu là khách hàng mình đang có những cái nhu cầu như thế nào về cái sản phẩm dịch vụ của mình, đúng không ạ? Và sau đó mình chỉ trình bày những cái lợi ích nào mà đáp ứng cái nhu cầu đó thôi. Ví dụ như cái sản phẩm của mình có thể là rất là tốt, nhưng mà mình có phiên bản là dùng sản phẩm loại 1 và sản phẩm loại 2. Ví dụ là như vậy, thì loại 1 là giá nó tới là 10 triệu một cái sản phẩm, còn loại 2 thì nó có thể là 8 triệu hay là 5 triệu. Thì cái nhu cầu của người ta là gì? Người ta đang rất là ít tiền, cái khách hàng mình đang rất là ít tiền, họ cần một cái sản phẩm là xài được thôi, và có thể là cái giá rẻ nhất có thể. Thì chúng ta chỉ trình bày là cái sản phẩm loại 2 thôi, chứ nếu mà chúng ta cứ nói về cái sản phẩm loại 1 thì quá cái mức tài chính của khách hàng thì đương nhiên họ sẽ không ra quyết định mua được và họ sẽ từ chối chúng ta, đúng không các chị? Nên là chúng ta cần phải có một cái quy trình như thế này, đúng không ạ? Chúng ta đừng có đi tắt ha, chúng ta không có đi ngang được đâu các chị. Nếu mà chúng ta ngang như vậy thì cái khả năng là chúng ta không bán được hàng là rất là cao, đúng không? Chúng ta cần phải có một cái quy trình đi theo thứ tự một, đúng không các chị? Đó. Thì cái này các anh chị có thể xem kỹ hơn cái video tại em đã chia sẻ trên kênh YouTube rồi, tại nói phân tích rất là kỹ về cái quy trình 8 cộng 2 bước cho bán hàng này. Và đây là một cái quy trình mà rất là nhiều những người bán hàng thành công, những doanh nhân thành công họ đều áp dụng công thức này các anh chị. Các chị có thể tham khảo thêm ha. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp, đó là chúng ta đã đi sang một cái giai đoạn là trước cái quá trình bán hàng. Và cái giai đoạn thứ hai được là cái giai đoạn là trong cái quá trình bán hàng, là cái giai đoạn này là cái lúc mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta có cơ hội hẹn gặp được khách hàng và chúng ta nói chuyện, chúng ta trình bày những cái sản phẩm và dịch vụ chúng ta, thì chúng ta sẽ ứng xử và chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng không ạ? Đó là cái giai đoạn thứ hai tiếp theo mà phải sẽ chia sẻ tiếp ở đây. Nếu các chị hào hứng đến cái nội dung này thì các chị có thể comment cùng với Tài để các chị nhớ hơn về cái phần chia sẻ này, được không ạ? Và các chị thấy cái nội dung video, anh chị có thể chia sẻ nó đến những cái người đang thực hiện việc bán hàng hoặc là đang làm kinh doanh, hoặc là anh chị có thể lưu lại cái video này để có thể xem đi xem lại được nhiều lần hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bàn đến cái khía cạnh là trong cái quá trình bán hàng. Vậy thì khi bước vào cái quá trình bán hàng á các anh chị, thì chúng ta sẽ phải xử lý nó như thế nào? Là chúng ta cái bước đầu tiên á, là chúng ta cần phải xử lý cái sự từ chối này trước khi nó xảy ra nữa các anh chị. Đúng không ạ? Trước khi sự nó xảy ra, bởi vì chúng ta đã có cái bước đầu tiên rồi, đó là chúng ta hình dung được những cái lời từ chối của khách hàng trước khi là chúng ta gặp khách hàng là như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta đã định hình được rồi là
họ có thể sẽ từ chối chúng ta cái A, cái B, cái C. Vậy thì bây giờ chúng ta phải xử lý từ chối đó trước khi là người ta nói ra cái lời từ chối đó. Và lấy ví dụ, mình gặp cái trường hợp là à, hay thường xuyên khách hàng họ phàn nào vấn đề là giá cao. Vậy thì bây giờ mình xử lý luôn cái lời từ chối là giá cao bằng cách là mình sẽ nói là trong cái lúc mà mình trình bày về cái lợi ích và sản phẩm, các anh chị mình sẽ nói luôn là à, đây là một cái sản phẩm khi mà chưa dùng á, thì ai cũng bảo giá nó rất là cao và giá nó rất là đắt. Nhưng mà khi ai mà hiểu ra được cái giá trị của nó mang lại và dùng đúng cái sản phẩm này thì sẽ cảm nhận được cái sản phẩm này giá rất là hợp lý, mà thậm chí nếu không nói là rẻ. Đó, đó thì mình trình bày trước, mình nói trước như vậy để một lúc sau khách hàng họ sẽ không nói ở cái sản phẩm này đắt lắm. Đúng cách chị, đó là mình luôn nói luôn trước cái điều đó xảy ra. Đó, giống như mình là một người thầy bói và mình đoán trước là người ta sẽ hay từ chối những cái gì, và mình phải trình bày luôn những cái phần mà người ta hay từ chối đó trong cái bài bán hàng của mình, đúng không ạ? Rồi, và cái bước thứ hai nữa trong cái quá trình mà mình khi mình gặp khách hàng người ta đã đưa ra một cái lời từ chối là mình luôn là sao, luôn đồng thuận và cảm ơn cái lời từ chối đó của khách hàng. Các chị nhớ ha, là chúng ta phải luôn đồng thuận các anh chị, đúng không ạ? Chúng ta luôn đồng thuận cái điều đó, không được cãi khách hàng các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì mình cãi có thắng khách hàng thì là gì ạ? Là mình cũng trở thành người thua các anh chị ha. Cho nên là tuyệt đối không được gây mâu thuẫn với khách hàng. Bởi vì các anh chị luôn nhớ câu giúp ta là điều số 1 là khách hàng luôn luôn đúng. Và điều số 2 là nếu khách hàng sai thì hãy nhớ là điều số 1. Đúng không? Cho nên là chúng ta tuyệt đối không gây ra tranh cãi, không mâu thuẫn với khách hàng của mình. Đúng không? Họ khi mà họ đưa ra cái lời từ chối nào đó thì giờ, ngay lập tức chúng ta tìm cách là chúng ta luôn đồng thuận, đứng về phía của họ, nhìn cùng về một hướng với họ, đúng không ạ? Và chúng ta biết cảm ơn cái lời từ chối đó. Tại lấy ví dụ như là khách hàng nói là cái sản phẩm của mình giá cao quá thì mình mới nói cảm ơn anh Tài đã phản hồi cho em biết về cái giá bên em, đúng không ạ? Khách hàng luôn nói về điều đó, cảm ơn anh Tài đã phản hồi cho biết là giá bên em nó cao. Đúng không? Mình luôn cảm ơn khách hàng về điều đó, đúng không các anh chị? Người ta dù đưa ra bất cứ một cái lời từ chối nào thì ngay lập tức là sao? Mình phải là cảm ơn họ và đồng thuận cái điều đó. Chứ tuyệt đối là mình không cãi, đúng cao gì mà cao, sản phẩm gì mà cao, gì sản phẩm như thế này mà cao. Mình không được cãi ngang như vậy các anh chị ha. Rồi, và cái bước tiếp theo sau khi mình đã đồng thuận rồi á, thì đây là một cái chiến lược mà chúng ta cần phải áp dụng vào. Đó là gì ạ? Cần phải đặt câu hỏi các anh chị. Và sau khi chúng ta đồng thuận điều đó rồi thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Rồi, vậy thì mình cần phải hỏi như thế nào các anh chị? Hỏi với một cái thái độ gì ạ? Một cái thái độ là gì ạ? Ân cần, đúng không? Và chân thành, với một cái sự quan tâm là mình muốn biết cái sự từ chối là gì. Chứ không phải hỏi theo kiểu là mày muốn gì, không phải hỏi theo kiểu như vậy, đúng không các anh chị? Đó, trạng thái cái cách hỏi của mình, đúng không? Mình phải hỏi rất là chân thành, chứ không phải hỏi là anh nói giá sản phẩm anh em cao là cao sao, đâu anh trả lời coi, cao là cao như thế nào anh trả lời coi. Không phải mình hỏi theo cái thái độ như vậy, đúng không? Mà mình sẽ hỏi theo một cái thái độ là như thế này nè. Cảm ơn anh Tài đã phản hồi cho em biết giá sản phẩm anh em nó cao. Vậy thì anh cho em hỏi là anh đang so sánh cái sản phẩm bên em với lại cái đơn vị nào, hay là với cái sản phẩm nào? Anh cho em hỏi là anh định dùng bao nhiêu ngân sách để sở hữu cái sản phẩm này. Anh cho em hỏi là anh dùng cái sản phẩm nào tương tự như cái sản phẩm này chưa? Đó là cái cách mà mình đặt ra những cái câu hỏi. Các chị hãy để giống như mình đi khám bác sĩ đó, khi mà có bệnh mình đi khám ở bệnh viện thì vào gặp bác sĩ thì bác sĩ luôn sao các chị? Không phải là bác sĩ sẽ luôn đưa ra những cái câu hỏi, đúng không ạ? Để họ tìm hiểu cái nguyên nhân của cái căn bệnh của mình, để tìm hiểu được cái nguyên nhân, đúng không ạ? Đó, cho nên là mình cũng phải đặt câu hỏi khéo léo, đặt những câu hỏi thông minh để mình tìm ra được cái sự thật đằng sau những cái lời từ chối là gì. Mình phải tìm ra cái sự thật đằng sau cái lời từ chối đó các anh chị. Bởi vì có nhiều người họ từ chối là thôi nói để tôi về tôi bàn với gia đình, nhưng thực sự về họ có bàn với ai đâu các anh chị. Nhưng mà bởi vì họ thiếu một cái thông tin gì đó, họ chưa ra được cái quyết định liền ngay lúc đó, cho nên họ mới nói khéo như vậy để sao, để họ về nhà họ hỏi gia đình
đúng không các anh chị, để họ rời đi khỏi cái vị trí để phải phải đối đáp với chúng ta ở đây. Nhưng thực tế đó không phải là cái lời từ chối thật lòng của họ, đúng không ạ? Rồi, đó là chúng ta cần phải đặt câu hỏi các anh chị ha, các anh chị hãy comment và tương tác cùng với Tài để nhớ được cái bài này, đúng không ạ? Đó, cái bước đầu tiên là chúng ta đồng cảm và cảm ơn khách hàng. Bước số 2 là chúng ta cần phải đặt câu hỏi để tìm ra cái sự thật phía sau nó là gì, đúng không? Cái phía sau cái sự từ chối đó là gì, đúng không các anh chị? Đó, đó là chúng ta cần phải có những cái nghệ thuật như vậy, đúng không? Tuyệt đối không được cãi tay đo với khách. Và sau đó thì gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái bước số 3, đó là chúng ta sẽ đưa ra cái giải pháp, đúng không ạ? À, các chị có thể sử dụng cái cách thứ ba này, đó là đưa giải pháp cho khách hàng. Sau khi chúng ta đặt những câu hỏi, chúng ta tìm hiểu cái nhu cầu của khách hàng rồi, thì lúc đó chúng ta có thể đưa ra cho khách hàng một số những cái giải pháp, đúng không ạ? Đấy. Rồi, và ngoài cái việc mà đưa ra giải pháp á, thì các anh chị cũng có thể là làm gì ạ? Là cô lập và chia nhỏ cái vấn đề đó ra. À, đúng không ạ? Các chị cô lập và chia nhỏ vấn đề ra để chúng ta giải quyết từng vấn đề một. Tôi lấy ví dụ như là khi mà người đó nói về vấn đề giá thì mình mới hỏi là cảm ơn anh Tài đã thông tin cho em biết là giá bên em hơi cao, vậy thì cho em hỏi ngoài cái vấn đề về giá cao ra thì anh còn quan tâm về cái điều gì nữa hay không? Thì có thể là khách hàng nó tôi chỉ đang quan tâm về giá thôi, mà giá ra thì tôi không có thắc mắc gì về cái sản phẩm này nữa. Có người họ sẽ nói là ngoài giá ra thì tôi thôi để tôi về tôi hỏi vợ tôi xem đã, đúng không? Hoặc là để tôi về tôi bàn với gia đình tôi đã, hoặc là để tôi về tôi hỏi sếp tôi đã, đúng không? Đó thì họ sẽ liên tục lại có tiếp những câu hỏi nữa. Vậy thì chúng ta lại phải khéo léo để hỏi tiếp là sao, ngoài vấn đề về giá, ngoài vấn đề về để bàn với gia đình, vậy thì không biết là anh cần bàn với gia đình thêm những cái thông tin gì nữa, anh cần biết thêm những cái thông tin gì mà để anh muốn là sao bàn với gia đình của mình. Đó, thì có như vậy để họ sẽ nói ra thêm nhiều vấn đề nữa. Bởi vì ai đặt câu hỏi là người đó là người ở cái thế chủ động, đúng không các chị? Ai hỏi là người đó ở cái thế là gì ạ? Cái thế chủ động, đúng không ạ? Rồi, nếu các anh chị hiểu cái điều này thì các anh chị có thể thả tim, đúng không ạ? Thả tim, thả like, để Tài biết là các anh chị đang hiện hữu những cái nội dung mà Tài chia sẻ ở đây. Rồi, chúng ta đi tiếp với nhau được các anh chị. Đó là cô lập và chia nhỏ vấn đề bằng cách là gì? Chúng ta liên tục đặt câu hỏi để tìm ra những cái câu hỏi. Bởi vì nếu mà chúng ta không chia nhỏ và chúng ta không cô lập từng vấn đề, thì khi mà chúng ta trả lời, chúng ta giải quyết về bài toán giá xong rồi, thì khách hàng lại nói để tôi hỏi về tôi hỏi vợ tôi đã. Thế là mình lại cái bài toán là bây giờ anh cần thông tin gì mà cần phải hỏi vợ nữa, cần phải chị nhà nữa, thì mình lại giải quyết nó xong người ta lại nói để tôi thôi, để tôi về tôi bàn với đồng nghiệp tôi đã, tôi bàn với sếp tôi đã, lại mình lại tiếp tục giải quyết nữa. Vậy thì câu chuyện nó sẽ kéo dài mất rất nhiều thời gian, nó không có hồi kết được. Đó là gì? Cho nên là chúng ta hãy cô lập cái vấn đề đó ra và chúng ta giải quyết từng cái, đúng không ạ? Rồi tiếp tục. Thì trong cái giải pháp đó thì chúng ta có thể là gì ạ? Đưa ra cái giải pháp cho khách hàng là ví dụ như khách hàng họ quan tâm về vấn đề về tài chính đi, đúng không? Khách hàng họ sau khi mình đặt những câu hỏi và họ nói là thật ra thì là tôi chưa có đủ tiền, đúng không? Tôi chưa có đủ tiền để lấy cái sản phẩm này, thì mình sẽ đưa ra cho họ giải pháp. Vậy thì nếu mà anh ngại về vấn đề về tài chính thì em có một cái giải pháp có thể xếp là gợi ý cho anh. Có gợi ý cho anh để anh có thể tìm hiểu. Thì chúng ta sẽ đưa ra những cái giải pháp, ví dụ như là vay ngân hàng chẳng hạn, vay vốn ngân hàng, hoặc là có thể là trả góp vân vân. Đó, có thể là chúng ta sẽ đưa cho khách hàng của mình một vài giải pháp như thế, hoặc là chúng ta sẽ đưa ra cái giải pháp là chia nhỏ cái giá tiền ra. Ví dụ như là mình đang tính một năm thì bây giờ mình sẽ chia ra tính theo tháng theo ngày. Ví dụ nếu mà Tài bán một chiếc xe đạp điện đi, thì với cái giá là 10 triệu thì Tài sẽ không nói là cái giá xe là 10 triệu, mà Tài nói là cái xe đạp điện này á là nó có giá 10 triệu. Nhưng mà nếu mà tính ra theo ngày á, chúng ta chỉ chi ra khoảng 20 ngàn để có thể sử dụng cái xe này thôi. Thì mình chia nhỏ ra như vậy thì bạn sẽ thấy là đây là một số tiền chi nó khá hợp lý và mình có thể nó phù hợp với lại cái sản phẩm này. Hoặc là mình sẽ đưa ra một cái giải pháp cách là bỏ bớt
Ví dụ như là xe đạp điện này, anh có thể bỏ bớt ra các cái phần như là trang trí nè, hay là những cái phần độ cho cái xe này, anh gắn thêm những cái phụ kiện theo xe bây giờ mình bỏ bớt đi, hay là thay vì là mình lắp những cái loại bình xịn, đúng, bình xịn đắt tiền, thì bây giờ mình có thể chọn lắp một cái loại bình nó bình thường thôi, hoặc thậm chí là từ bình mới mình có thể đổi sang một cái bình cũ hơn, ví dụ này vậy. Thì khi mình đưa ra cái giải pháp là bỏ bớt như vậy á, thì thường các anh chị là khách hàng họ sẽ không muốn bỏ bớt đâu. Tuy là chúng ta đã đưa ra cái giải pháp như thế, nhưng mà thường họ sẽ không chọn cái giải pháp là bỏ bớt như vậy. Đúng không? Tôi rất là ưng như vậy rồi, nhưng mà bây giờ bỏ bớt thì nó sẽ mất đi một số những cái tính năng của sản phẩm chính, cho nên họ sẽ không muốn bỏ bớt, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có những cái giải pháp để chúng ta sẽ nói về cái hậu quả. Ví dụ như là những cái thiệt hại mà khách hàng họ không dùng cái sản phẩm của chúng ta thì họ sẽ có những cái hậu quả như thế nào. Lấy ví dụ như là cái xe đạp điện này á, anh không lắp thêm đèn trợ sáng thì bé đi học ban đêm á, sẽ rất là nguy hiểm, có thể là dễ gây ra tai nạn bởi vì nó không đủ ánh sáng, cái đường của mình nó tối quá, đúng không các chị? Đó có thể là như vậy. Hoặc là mình nói là nếu mà cái xe điện này á, mà không lắp thêm cái định vị hay là không lắp thêm khóa chống trộm á, thì nó sẽ rất là dễ để tình trạng là bị mất cái xe, đúng không? Đó cho nên là mình hãy đưa ra cái hậu quả như thế để cho khách hàng thấy là à, cần phải chi ra thêm tiền để sử dụng thêm những cái phụ kiện, những cái sản phẩm kèm theo cái sản phẩm chính, thì họ lại không có lăn tăn về cái giá nó đội lên cao, đúng không? Bởi vì mình biết được là cái hậu quả nếu mình không lắp cái đèn này thì sẽ nguy hiểm như thế nào, rồi mình không lắp thêm cái định vị cái khóa chống trộm này thì nó sẽ rủi ro như thế nào, đúng không ạ? Đó người ta sẽ thấy như thế, đúng không? Các chị được hình dung đâu ạ? Nếu mà các chị hình dung được tới đây thì các chị hãy comment là gì ạ? Là hậu quả. Các chị cùng tương tác với Tài để các chị dễ nhớ bài hơn được, và Tài cũng hiểu rằng các chị đi kịp những cái phần Tài chia sẻ ở đây. Tài chia sẻ có quá nhanh không các chị? Tài chia sẻ có quá nhanh không ạ? Các chị có theo kịp những gì Tài chia sẻ không ạ? Rồi nếu các chị cảm thấy quá nhanh thì các chị có thể comment là quá nhanh để Tài sẽ trao đổi chậm lại một tí, hoặc là các chị nói là học có thể nhanh, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đi tiếp cái phần tiếp theo, đó là chúng ta có thể phân tích về cái chi phí đầu tư và cái chi phí sử dụng các chị. Ví dụ như với xe đạp điện mà Tài đang bán, thì Tài nói là à, cái xe đạp điện lắp cái bình điện rẻ thì nó sẽ rất là nhanh chóng và thậm chí là phải sạc rất nhiều lần trong cái quá trình 1 ngày sử dụng, như vậy mình có thể mất thời gian mình sạc 2 lần và thỉnh thoảng nó cũng sẽ là rất là nhanh hết bình, nếu mà mình sơ ý mình không sạc nhanh hết bình giữa dập đường. Nhưng mà thì cái chi phí lúc này mình sử dụng nó sẽ cao hơn, bởi vì sao, mình dùng cái bình không có tốt như vậy thì cái chi phí mình thay bình nó nhiều hơn, rồi đôi lúc là mình phải chỉnh bộ giữa đường thì mình mất về thời gian, rồi sạc kia nữa nó phức tạp hơn rất là nhiều, đúng không? Đó thì mình sẽ giải thích về cái chi phí đầu tư. Thay vì bây giờ anh bỏ cái chi phí đầu tư cho cái bình mới thì anh sẽ tiết kiệm được cái chi phí sử dụng là không cần phải sạc nhiều lần, rồi không cần phải mất thời gian đôi lúc là mình phải đẩy bộ giữa đường, rồi mình phải thay định kỳ, cứ 2 3 tháng, 3 4 tháng đó mình lại thay cái bình mới, đúng không? Thì nó rất là mất công, đúng không? Thay vì như vậy là 1 lần sửa tốn thì 4 lần không đủ, đúng không anh chị? Cho nên là anh có thể là cố gắng thêm một tí nữa để gì ạ, để anh lắp luôn một cái bình xịn hơn hay không đó. Thì đó là cái cách mà mình phân tích về vấn đề là chi phí đầu tư và chi phí sử dụng sao anh chị ha. Rồi và có một cái từ mà cũng sẽ thu hút được cái khách hàng rất là nhiều. Ví dụ như các chị có thể dùng một cái từ khóa được gọi là gì là anh chị hãy tưởng tượng. Đúng rồi. Mình hãy nói với khách là anh hãy tưởng tượng nếu mà anh mang cái xe đạp điện này về cho bé ở nhà thì bé sẽ vui và hạnh phúc như thế nào, đúng không ạ? Đó thì trong quá trình mà khách hàng họ cũng đang lưỡng lự lăn tăn là bây giờ nhiều quá, bây giờ mua không được hoặc là như thế nào đó, hay là họ cần phải chọn cái màu này màu kia, hỏi ý kiến này kia, thì mình sẽ hãy nói cho khách hàng họ tưởng tượng là họ đã đang ở trong trạng thái là gì, sử dụng được cái sản phẩm đó rồi, họ đang ở trong cái trạng thái là sở hữu được cái sản phẩm đó rồi. Mà cái là mình đã nói với khách hàng là anh hãy tưởng tượng nha, anh hãy tưởng tượng, đúng các chị, anh hãy tưởng tượng là khi anh mang cái xe đạp điện này về thì con anh nó sẽ vui và nó tự hào về anh như thế nào.
Thì lúc đó ta sẽ hình dung lại là à, mình mang chiếc xe đó về, con nó rất là vui, nó nhảy lên, nó vui, nó reo hò, nó ô hoa ô, có xe mới rồi đúng không anh chị? Đó thì khách hàng họ sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc khi mà mang cái sản phẩm đó về cho những người thân yêu của mình, thì họ sẽ rất là nhanh chóng và dễ dàng để ra quyết định hơn, đúng không? Đó đó là một vài những cái gợi ý của Tài, mà nó còn hàng trăm những cái cách xử lý sự từ chối khác nhau nữa các anh chị, nó còn rất là nhiều. Nhưng mà trong khuôn khổ của video ngày hôm nay thì nếu không thể nào chia sẻ hết cho các anh chị được, nếu các anh chị muốn xem tiếp những cái video tiếp theo thì các anh chị có thể follow kênh để các anh chị có thể theo dõi video tiếp theo khi mà Tài livestream hay là Tài đăng lên video đó các anh chị. Tuy nhiên là các anh chị phải nhớ một điều là tất cả những lời từ chối của khách hàng á là nó đến từ bốn cái vấn đề sau các anh chị. Anh chị có bốn cái vấn đề mấu chốt mà đưa người ta đến những cái lời từ chối thôi, đúng không ạ? Rồi cái mấu chốt đầu tiên á là do là gì các anh chị? Khách hàng họ chưa có cầu các chị, là do là sao? Chúng ta tiếp xúc nó vội vàng quá nên là chúng ta chưa có khai thác được cái nhu cầu của khách hàng. Khách hàng lúc đó họ chưa có nhu cầu, đúng không? Bởi vì có thể là nhiều người là gì, đi mua cái danh sách, đúng không? Đi danh sách mà chạy quảng cáo vào một cái khách hàng lạ, thì lúc đó là gì, họ chưa tin tưởng chúng ta, hoặc là lúc đó họ cũng chưa có phát sinh nhu cầu là cần mua chiếc xe đạp điện đó. Cho nên chúng ta có nói hay nói như thế nào đi chăng nữa thì khách hàng họ cũng sẽ từ chối cái lời từ chối của chúng ta, đúng không các anh chị? Đó cho nên các anh chị phải hiểu được à, cái điều như đó, cái điều thế. Cho nên là các anh chị sẽ không phải là quá vất vả trong vấn đề mà chúng ta phải xử lý những lời từ chối, bởi vì họ đã đâu có nhu cầu đâu, họ chưa có nhu cầu mà, đúng không? Cho nên lúc đó chúng ta cố gắng làm gì, duy trì với khách hàng để khi nào đó họ sẽ phát sinh nhu cầu thì họ sẽ tìm chúng ta, lúc đó chúng ta cố gắng để xây dựng những cái mối quan hệ thân tình hơn. Rồi và tiếp tục nữa là do là gì, là do không có tiền các anh chị, bởi vì họ từ chối không mua cái sản phẩm dịch của chúng ta, bởi vì gì, bởi vì họ không có đủ tiền, họ chưa có đủ tiền. Và các chị comment xuống giúp Tài đâu à, cái điều đầu tiên đó là họ chưa có nhu cầu các chị, và cái điều thứ hai là họ chưa có tiền đó à, là khách hàng của mình họ chưa có tiền, đó là họ sẽ không ra quyết định họ mua, cho nên họ sẽ để nói dối chúng ta là về hỏi vợ, để về bàn tiếp với gia đình, để tôi tính thêm đã, tôi cần thêm thời gian và muộn vậy đó, thì như vậy là có thể là họ chưa có đủ tiền, đúng không? Và một cái phần thứ ba nữa mà họ hay từ chối với chúng ta đó là gì ạ, là họ không có đủ quyền để ra được cái quyết định các anh chị, họ không phải là cái người ra quyết định. Ví dụ như các anh chị bán hàng cho một cái công ty đi, cái khách hàng đó họ chưa có phải là cái người mà ra quyết định, họ chỉ là ví dụ nhân viên thôi, là một cái người họ phụ trách thu mua thôi, họ không phải là giám đốc để quyết định là có mua cái sản phẩm hay không, họ phải về họ hỏi sếp thế này kia nữa, đúng không? Chứ có thể là họ không phải là cái người quyết định được là mua hay không mua cái sản phẩm đó, đúng không? Về hỏi bố, hỏi công ty, rất là nhiều thứ đó. Và một cái yếu tố thứ tư nữa, một cái vấn đề thứ tư nữa là họ đưa ra cái lời từ chối chúng ta là gì, là họ muốn có được cái lợi ích hơn các anh chị đó, là khách hàng của mình là gì, muốn được cái lợi hơn à, các chị hãy comment giúp ta ha, và khách hàng gì, khách hàng muốn có thêm được nhiều những cái lợi ích hơn đó, khách hàng muốn thêm có thêm những cái lợi nữa. Cho nên là sao ạ, cho nên là các anh chị phải hiểu được là khi mà khách hàng từ chối thì họ rơi vào cái vấn đề nào sau đây. Một là khách hàng chưa có nhu cầu, hai là khách hàng chưa có đủ tiền, ba là khách chưa có quyền ra quyết định, khách không có đủ cái quyền hành để ra được cái quyết định là mua hay không mua sản phẩm đó, và thứ tư là khách có muốn nhiều cái lợi ích hơn, đúng không? Cho nên là chúng ta ngoài cái việc học những cái kỹ năng xử lý sự từ chối thì chúng ta cần phải rèn luyện thêm cho mình cái kỹ năng về đàm phán nữa, đúng không? Để chúng ta đàm phán để đưa làm sao sao giữa chúng ta và khách hàng có một cái điểm giao nhau win-win thắng không các chị đó. Và một cái giai đoạn cuối cùng trong cái quá trình mà xảy ra cái sự từ chối đó, đó được gọi là cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn là gì ạ? Giai đoạn sau bán hàng, đúng không các chị? Giai đoạn sau bán hàng đó. Tài vừa đi qua với các anh chị là cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn trước bán hàng là sẽ có xảy ra sự từ chối, rồi giai đoạn thứ hai là giai đoạn trong bán hàng, thì trong có quá trình chúng ta bán hàng, chúng ta trình bày thì khi mà chúng ta chốt sale thì cũng xảy ra cái sự từ chối. Và bây giờ là đến cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn sau bán hàng, sau khi chúng ta bán hàng xong, khách hàng ok tất cả mọi thứ rồi,
đâu, khách hàng mua hay không mua rồi, nhưng mà vẫn có cái sự từ chối ở phía sau đó các anh chị, khi mà họ trở về nhà, đúng không ạ? Cho nên là ta cần có trách nhiệm theo dõi khách hàng sử dụng cái sản phẩm dịch vụ mình có đúng cách hay không, mà họ có đạt được cái hiệu quả giống như họ mong muốn hay không. Đâu, tại vì nếu không thì lúc đó họ sẽ quay lại, họ sẽ từ chối chúng ta, và thậm chí là họ sẽ đi nói xấu về cái sản phẩm hay dịch vụ của chúng ta, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta là gì, chúng ta sau khi bán hàng thì chúng ta cần phải có trách nhiệm theo dõi khách hàng của mình, coi họ sử dụng cái sản phẩm đó có đúng cách hay không. Rồi, ví dụ mình bán cái sản phẩm trị mụn đi, hay là sản phẩm giảm cân đi, ví dụ vậy đó, thì về họ dùng có đúng cách hay không là chúng ta hướng dẫn ở đây, nhưng mà về họ dùng họ đúng hay không, đúng không ạ? Và họ đã đạt được cái hiệu quả giống như là trong cái quá trình mà chúng ta tư vấn và chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta hỏi nhu cầu của họ, họ mong muốn là ở 3 tháng sau phải giảm được là 5 cân để họ tham dự cái đám cưới, hay là sao họ phải cưới vợ, ví dụ như thế, đúng không? Chúng ta phải theo dõi cái hành trình đó xem chúng ta có giúp được gì khách hàng không. Thì như vậy là sao? Họ sẽ không có những cái lời từ chối tiếp theo về sau bán hàng, và họ hài lòng, họ wow từ cái sản phẩm chúng ta, thì sao? Họ sẽ giới thiệu rất là nhiều những khách hàng mới cho chúng ta thông qua những cái mối quan hệ của họ, đúng không các anh chị? Đó là một cái điều tuyệt vời nhất. Đó. Cho nên đã bán hàng xong rồi, đó không phải là một cái điểm kết thúc các anh chị, đúng không ạ? Các anh chị nên nhớ là sau khi mình bán hàng cho khách hàng xong rồi thì đó chưa phải là một cái điều kết thúc, mà đó là một cái sự khởi đầu cho một cái mối quan hệ mới. Đó là một cái sự khởi đầu mới cho những cái mối quan hệ mới tiếp theo, đúng không ạ? Đó. Và nếu mà các anh chị làm được như vậy thì chắc chắn là công việc các anh chị sẽ phát triển, đó, công việc bán hàng sẽ phát triển và công việc kinh doanh các anh chị sẽ phát triển. Rồi, thì cũng khuôn khổ bây giờ cũng khá là dài này. Rất là cảm ơn các chị đã lắng nghe các bạn chia sẻ của tôi. Và hẹn gặp lại các chị những cái video tiếp theo. Nếu các chị hào hứng với cái nội dung của video này thì các chị có thể là sao lưu cái video này để phải xem đi xem lại, hoặc là các chị chia sẻ cái video này cho những ai cần nó. Và các chị có thể follow kênh để nhận được những video tiếp theo. Các chị có bất cứ những câu hỏi nào liên quan về bán hàng, về kinh doanh, về marketing, để lại câu hỏi phần bình luận, ta sẽ làm những cái live stream tiếp theo hay là những cái video tiếp theo để có thể hỗ trợ và giải đáp cho các anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe đến cuối cùng. Mình xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những nội dung tiếp theo. Chúc buổi tối tốt lành. Xin chào.